Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với VK Stock, kênh tự học đầu tư chứng khoán Việt Hàn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ cái nhận định của mình về cái thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong tuần vừa rồi và cái phương hướng của thị trường trong tuần sau nhé. Thì trong tuần vừa rồi, như các bạn thấy là thị trường chứng khoán của Hàn Quốc hồi phục tương đối nó đẹp, đúng không ạ? Sau phiên thứ tư, thứ năm, thứ sáu này, sau khi Cục Dự trữ Liên bang của Mỹ là gì ạ, công bố vẫn tiếp tục tăng lãi suất ngân hàng, thì thị trường chứng khoán của Mỹ và cũng như của Hàn Quốc cũng hồi phục khá là đẹp. Đấy, cái lý do mà cho cái thị trường chứng khoán của Mỹ hồi phục và làm ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán của Hàn Quốc cũng hồi phục ấy là gồm những lý do sau nhé. Mình xin thống kê qua một chút nhé. Cái thứ nhất này, các bạn thấy là Dow Jones cũng hồi kỹ thuật rất là đẹp, rồi Nasdaq cũng hồi kỹ thuật rất là đẹp, và SP500 cũng hồi kỹ thuật rất là đẹp. Đấy, SP500 thì liên quan tới, hoặc Nasdaq thì liên quan tới các mã liên quan tới Kisunchu nhé. Đấy, Pantoche cũng hồi rất là đẹp. Đấy, chính vì vậy làm cho thị trường chứng khoán của Hàn Quốc hồi phục. Đầu tiên, cái lý do đầu tiên ấy là gì ạ? Sự giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine, và các nhà phân tích của Hàn Quốc người ta bảo rằng có thể đến tháng 5 là Ukraine và Nga sẽ ngừng chiến nhá. Và trong tuần vừa rồi cũng liên tục ra các cái thông tin là hai bên là Nga và Ukraine là gì ạ? Cũng hội đàm và đưa ra các cái phương án ngừng chiến trong thời gian tới. Dạ. Rồi tiếp theo nữa, cái lý do thứ hai đó chính là gì ạ? Là FOMC là cục dự trữ FOMC là cục dự trữ liên bang của Mỹ cũng đưa ra cái thông tin là vẫn tiếp tục tăng lãi suất ngân hàng. Còn một số nước châu Âu thì vẫn giữ nguyên cái mức lãi suất ngân hàng như vậy. Nhưng mà bên Mỹ thì ngày 15 tháng 3 vừa rồi cũng vẫn giữ nguyên cái gì ạ? Cái việc là tăng lãi suất ngân hàng là 0,25%, và bên Hàn cũng vậy nha, cũng sẽ tăng 0,25%. Và cái lần họp tiếp theo là vào ngày 15 tháng 5 nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ biết được lãi suất ngân hàng có tiếp tục tăng hay không. Đấy, và dự định có thể các nhà phân tích tài chính của Hàn Quốc người ta nhận định rằng có thể thị trường chứng khoán của Hàn Quốc có thể ban tưng được nhá, này có thể hồi phục được một chút. Nhưng giai đoạn này thì mình vẫn nhận định rằng nó sẽ lình xình đi ngang một thời gian nữa nha các bạn nhá. Đấy, và cái lý do thứ tư đó chính là gì ạ? Cái lý do thứ tư nằm cho thị trường chứng khoán của Mỹ và Hàn Quốc hồi phục đó chính là gì ạ? Chỉ số về kinh tế, cái chỉ số kinh tế về thất nghiệp ấy so với dự đoán của bên Mỹ này thấp hơn so với cái dự đoán, so với cái dự kiến ấy. Chính vì vậy là một cái nguyên nhân làm cho thị trường chứng khoán của Mỹ và Hàn Quốc trong tuần vừa rồi gì ạ, cũng hồi phục ban tưng rất là đẹp, đúng không ạ? Còn thị trường chứng khoán của Hàn Quốc thì sao? Trong thời gian tới thì mình nghĩ thị trường chứng khoán của Hàn Quốc thì chúng ta chú ý tới một số ngành như vậy, energy hoặc là gì ạ, Kisunchu này, Kisunchu như là một số ngành liên quan tới gì ạ, Pantoche, liên quan đến Pantoche hay là gì ạ, IT, một số ngành liên quan tới như là gì ạ, thế giới ảo này, thế giới ảo này, hoặc là gì robot trong thời gian tới nhá, hoặc là gì ạ, energy, đấy là một số những ngành mình nghĩ là trong thời gian tới sẽ hồi phục. Thì mình cũng mở xem qua cái biểu đồ của các ngành nghề cho các bạn là xem nhé, cái ngành nào đã phục hồi như tuần trước mình nói với các bạn rồi. Đấy, Costac đúng không? Sàn Costac các mã vừa và nhỏ này cũng hồi phục ban tưng rất là đẹp, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là gì ạ? Trơn Cang. Nhóm ngành Trơn Cang cũng đang hồi phục cũng rất là đẹp. Đấy, nhóm ngành Trơn Cang cũng đang tích lũy đi ngang rồi. Đang muốn hồi phục nhá. Đấy, Trơn Cang. Rồi tiếp theo nữa là nhóm ngành gì? Xích âm rô, xích âm rô cũng đang đi ngang, tích lũy đi ngang là muốn hồi phục đây. Rồi ngành nữa là gì? Unsu Chanko. Unsu Chanko thì đã tạo chưa tạo được cái xu hướng nhá. Unsu Chanko là một số mã liên quan tới xe nhá, một số mã liên quan đến xe và thiết bị của xe ô tô thôi đấy. Đấy.
thì vẫn chưa hồi phục, vẫn đang còn cái xu hướng đi xuống đấy. Và tiếp theo là chê giác, là chê giác cũng đang tích lũy đi ngang và bắt đầu tạo được cái xu hướng rồi, nó ban tưng rồi nha. Đấy. Đoạn này các bạn nào yêu thích các nhóm ngành chê giác thì các bạn vào, các bạn ăn được một đoạn nhá. Nhưng các bạn nhớ cho mình là thời điểm hiện tại là chúng ta vào chúng ta đánh ngắn hạn thôi nhá, đánh ngắn hạn thôi đấy. Chưa giữ dài đâu, vẫn bởi vì thị trường vẫn chưa rõ được cái xu hướng là xuống hẳn hay là lên hẳn. Chúng ta đánh đúng trend lên thì chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền đấy. Còn thị trường xuống thì có thể xuống nữa nhá, đấy để chúng ta đánh cẩn thận đấy. Và đây là một số ngành liên quan đến cơm nhung chưa, nó cũng tạo được hai đáy đây, một đáy hai đáy, khả năng cũng đang muốn tạo cái xu hướng hồi phục trở lại. Tae Hyung Chu thì vẫn bị đạp nha. Tae Hyung Chu, các cái mã trụ hoặc mã Euro chip của Hàn Quốc vẫn đang bị đạp xuống lại, cũng liên quan nhìn cái biểu đồ này thì giống như là cos phi đúng không ạ? Đấy, Tae Hyung Chu. Rồi, Uyo Chung Min thì cũng đang tích lũy đi ngang này, đang muốn hồi phục trở lại đấy. Các mã liên quan đến thiết bị y tế rồi. Service up đã tạo xu hướng thành công rồi, các bạn thấy này, tạo đáy rồi. Tạo xu hướng thành công, có khả năng sẽ thoát đáy đấy. Cũng có thể tuần mình nhắc tới nhóm service up này cách đây 2 tuần hoặc 3 tuần rồi đúng không ạ? Đấy, và các bạn nào mà vào cái nhóm ngành service up này thì các bạn hiện tại cũng lãi rất là nhiều tiền rồi đấy, ít nhất là phải 10%, ít nhất lãi được 10% rồi đấy. Trong thời gian tới nhá thì mình nghĩ nó sẽ điều chỉnh nhá, sẽ điều chỉnh để các bạn chú ý mã service up này. Concern up cũng đã tạo được xu hướng thành công rồi. Mình nhìn thấy cũng thấy tạo xu hướng thành công nhá. Tạo xu hướng lên rồi nhá. Đoạn này sẽ có điều chỉnh một chút bởi vì gặp kháng cự rất là mạnh ở vùng này. Đấy, chú ý nhóm Concern up này. Xem như Ubox này, có nhóm liên quan đến may mặc sợi các thứ đấy. Này vẫn đang trong quá trình điều chỉnh nhá, vẫn chưa có cái xu hướng rõ ràng. Du thông hợp cũng tạo được gì ạ, cũng tạo được cái xu hướng rồi, bắt đầu tạo thành xu hướng lên rồi đúng chưa? Đấy, MA20 bắt đầu quay lên rồi này, đấy bắt đầu vượt các đợt điểm kháng cự. Thì mình cũng nói mà các cái nhóm ngành là du thông hợp này, cũng các bạn nào mà bắt được cái nhóm ngành này thì lãi ít nhất cũng 10% đấy. Trong thời gian tới có khả năng sẽ tạo xu hướng rõ ràng hơn nhé, tạo xu hướng rõ ràng hơn thời gian tới. Mà thông sinh hợp đúng không ạ? Thông sinh hợp cũng đang muốn tạo xu hướng cái này đấy. Thông sinh hợp nhá, các bạn chú ý nhóm ngành trong thông hợp cũng có khả năng sẽ hồi phục trở lại mạnh nhá. Thông sinh hợp và nhóm ngành nữa là Unsu Chanko nó các nhóm ngành liên quan đến vận tải, như vận tải biển, vận tải hàng không, mình nói nó rất là nhiều rồi, cả tháng nay mình nói đến nhóm ngành này rồi và nó hồi phục rất là đẹp đây. Như biểu đồ tuần thì cũng lại tạo xu hướng, lại bắt đầu tạo xu hướng. Trong thời gian tới có khả năng cũng sẽ có điều chỉnh nhá, dạo này cũng sẽ có điều chỉnh. Và các bạn chú ý xu hướng môn con thì chúng ta vẫn còn giữ và đánh được đấy, đấy là cái xu hướng của các mã ngành trong thời gian tới nhá. Về KOSPI này, KOSPI thì mình nghĩ nó có sẽ cứ vẫn lình xình đi ngang. Đoạn này thì các bạn đánh ngắn hạn thôi nhá, ngắn hạn. KOSTAR thì cũng đã tạo ban tưng thành công rồi này, nhưng đoạn này vẫn chưa có cái thông tin gì rõ ràng về tình hình kinh tế, chính vì vậy là gì ạ, vẫn lình xình đi ngang nhá. Rồi thì bây giờ mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn về một số gì ạ? Về một số cái phương hướng trong tuần sau thị trường chứng khoán sẽ như thế nào, đúng chưa, đã đi đến đâu rồi. Đầu tiên là chúng ta cùng xem hôm phiên hôm thứ sáu nào. Phiên hôm thứ sáu vừa rồi thì các bạn thấy này, trong ngày COVID, KOSPI này, KOSPI bị các mã Tae Hyung Chu bị bán ra rất là mạnh. Các mã Tae Hyung Chu này bị bán ra rất là mạnh này, đấy nhá, đấy, bị bán ra rất là mạnh. Cá nhân ôm hết là trong tuần vừa rồi thì phiên hôm thứ sáu vừa rồi thì như là dạng Samsung chân cha của SK Hynix, một số mã trụ thì cá nhân là vào nhảy vào ôm hàng này đấy, và chúng ta nhìn thấy là dạng dân kỳ cầm ở đây, dân kỳ cầm bắt đầu gom hàng rồi đấy, dân kỳ gom hàng nhá. Và một số được mua vào nhiều, những nhóm nào được mua vào nhiều trong tuần vừa rồi, trong thứ sáu vừa rồi. Unsu Chanko nhá, Unsu Chanko là vẫn
còn cái dư âm được tăng, được mua bao nhiêu này đấy, và để service vẫn được mua bao nhiêu, chế chỗ ập vẫn được mua bao nhiêu đấy, là chế chỗ ập thì được cá nhân mua rất là nhiều nhé. Rồi một số ngành nữa là gì ạ? Chân kỳ chân trang nhé. Chân kỳ chân trang cũng được mua vào nhiều này, lại cá nhân nữa thứ mua vào nhiều. Unsu trang bi thì bị bán ra, là nhóm ngành gì ạ? Du thông hợp cũng đang bị bán ra hôm thứ sáu vừa rồi nhá. Hoặc chúng ta cùng xem qua cô Stark xem nào. IT được mua vào nhiều nhá. IT thông hợp đấy. IT thông hợp các mã liên quan tới công nghệ là gì ạ? Bantuche hay là gì ạ? Công nghệ thế giới ảo hoặc gì ạ? Robo. Đấy, nhóm ngành robot của Hàn Quốc thì trong tuần vừa rồi có mấy thông tin là gì ạ? Samsung một số ngành như là robot teacher các thứ đấy, đấy cũng được công ty Samsung Samsung là ký cái hợp đồng với nhóm robot, chính vậy cũng đẩy nhóm robot cũng hồi phục rất là mạnh vào sáng hôm thứ năm. Thì mình nghĩ là một số nhóm ngành của robot vẫn còn phát triển được nhé, vẫn còn là chạy được nhé. Các bạn nghiên cứu một số mã của robot để chúng ta một số mã của robot để chúng ta làm gì ạ? Vào đầu tư và chúng ta cũng đánh ngắn hạn thôi nha. Hoặc là Digital Contenser này cũng đang chạy rất là mạnh, các nhóm ngành liên quan tới công nghệ ảo, thế giới ảo đấy. Đấy. Rồi Pantoche cũng tăng mạnh này, IT Buffum này, các thiết bị liên quan đến IT cũng được mua vào rất là nhiều. Rồi. Và chúng ta cùng xem trong tháng nhá, từ 20 tháng 2 đến 20 tháng 3 nhóm ngành nào sẽ được mua vào nhiều. Trung Hương Chu được mua vào này, là Trung Hương Chu được mua vào nhiều nhá. Rồi hóa hắc thì bị nước ngoài bán ra, những cá nhân là nhảy vào hết, cá nhân nhảy vào ôm hàng nhá. Rồi nhóm ngành nào được mua vào là du thông hợp nhá, du thông hợp được mua vào rất là nhiều này đấy, du thông hợp được mua vào nhiều. Rồi Usu Sanko vẫn đang rất mạnh đúng không ạ? Cầu sơn hợp này, Usu Sanko này vẫn được mua vào nhiều. Rồi. Hoặc service hợp này, service hợp còn sơn hợp Usu Sanko đây một nha các bạn, chú ý nhóm ngành này nhá, cho con sau cũng có thể là chạy tiếp đấy. Rồi Uyakfum cho tuần sau cũng có khả năng là gì ạ, hồi kỹ thuật rất là mạnh trong tuần sau. Đây là một số là du thông hợp nữa này các bạn chú ý này, hoặc chân khi ca sửa. Đây là một số ngành mà các bạn vẫn chú ý được trong tuần sau nhá, đấy cho tuần sau và trong tháng sau vẫn còn chú ý được này. Hoặc là dạng hoa hắc thì này, hoa hắc bị bán ra rất là nhiều này, bị Ukin bán ra nha, bị Ukin bán ra. Và cả chân kỳ chân cha là bị bán ra rất là nhiều này, chân kỳ chân cha bị một số mã liên quan đến Bandoche như là dạng Samsung hoặc là dạng SK Hynix này bị bán ra rất là nhiều, hoặc là một số mã liên quan tới pin xe điện bị bán ra rất là mạnh nhá này. Đây, đây là cái phương hướng trong tuần sau các bạn chú ý này, hoa hắc này, ư giáp phung này, chân kỳ ca sửa hợp này, chu thông hợp này, Usu Sanko này, còn sơn này, service hợp. Đây là một số ngành mà các bạn vẫn có thể gì ạ, vào và giữ được một thời gian nữa nhé. Đấy. Rồi. Và bây giờ mình cũng xem qua một số mã cho các bạn, một số mã cổ phiếu cho các bạn xem, các bạn là để số cho các bạn xem, sẽ qua một số mã cho các bạn nhé. Đấy, về một số bạn hỏi mình một số mã giữ được không? Đây. Đây là Samsung Chân Trai đúng không? Nhìn vào Samsung Chân Trang này thì chúng ta thấy là khối lượng Wikokin kỳ quan bán ra này, cá nhân ôm hết rồi, cá nhân nhặt hết rồi đúng chưa, đấy cá nhân kỳ thập bởi viên dân nghi cầm bán ra này, đấy Surang là khối lượng nhá, khối lượng là bán ra, Wikokin bán ra 27.000 cổ phiếu này, dân nghi cầm bán ra này, bán rất là nhiều. SK Hynix này, SK Hynix thì vẫn bị bán ra mạnh, vẫn bị giải hàng. Đấy, và cá nhân thì ôm hết rồi nha. Cacao đúng không ạ? Cacao thì các bạn thấy này, kỳ quan với Cookin vào hàng, rất kỳ cấm cũng vào hàng rồi.
trong nhóm của mình bảo các bạn là gì ạ, chú ý họ là cao cao đúng không, họ cao cao khả năng là bật trở lại đấy, bạn thấy này đấy, mua rất là nhiều này, NGOH nha, NGOH vẫn bị bán ra đấy, Wilkin kỳ còn bán ra. Chúng ta phải đợi khi nào giá tiền đô đấy, một số nhà phân tích của Hàn Quốc, kinh tế của Hàn Quốc, khi nào mà giá đô này, giá đô nhá, đấy. Khi nào giá đô mà dưới 1.200, dưới 1.200 thì bắt đầu dòng tiền của Ecokim mới vào, còn hiện tại vẫn trên 1.200 đấy, giá đô trên 1.200 như này thì dòng tiền nó vẫn chảy ra nhá, là phải dưới 1.200 đấy, bắt đầu từ 1.200 này dòng tiền sẽ chảy vào, thị trường sẽ hồi phục trở lại. Bán từng trở lại nhá, hồi kỹ thuật trở lại mạnh đấy, còn hiện tại nó cứ tăng trên 1.200 như này thì Ecokim vẫn tiếp tục bán ra đấy. Rồi một số mã như HMM đúng không ạ, đây một số mã như HMM, ở đây thì Ecokim nó bắt đầu vào hàng rồi, và kỳ quan công nhân thu tra dân kỳ cầm vẫn bán ra nhá, đấy các cao banh khờ này, mình bảo các bạn rồi, các cao banh khờ là họ như cao cao sẽ tăng đồng bộ đúng không ạ, đấy cũng tăng rất là mạnh đây, dân kỳ cầm mua vào liên tục này, Ecokim vào hàng, kỳ quan vào hàng, bơm thu tra thu xin vào hàng, Samsung Hoa Chê bán ra, NG Innotech này chân kỳ chân cha này cũng, cái mã này thì mình nói với các bạn rất là lâu rồi, bảo các bạn mua nhặt từ mấy tháng trước này, này. Hoặc là Kakao Game này, Kakao Game, một số bạn của mình cũng mà hô mua mã này, tích lũy mã này đi này, thấy một số bạn cũng nhặt được ít mã này rồi nha, bạn nhìn thấy này, Wikokin kỳ quan gom hàng đúng nhá, Wikokin kỳ quan này, đặc biệt là rẻ, dân kỳ cường bắt đầu gom hàng này, hầu như các thu xin gom hàng rồi. Cacao Phay cũng vậy nhá. Cacao Phay thì Ecokin nó bán ra nhưng mà kỳ quan nó gom hàng và dân đi cầm, đặc biệt là dân đi cầm gom hàng. Đây là một điều chúng ta phải chú ý. Rồi. Samsung Bio Robotics, này Samsung Bio Robotics. Ecokin bắt đầu gom hàng rồi, dân đi cầm gom hàng. NG Energy Solution. Này mã này thì Ecokin nó bán ra liên tục, bán ra liên tục mà dân đi cầm thì gom hàng. Đấy, kỳ quan gom hàng. Này, cá nhân gom hàng vẫn có sự kỳ vọng vào mã này rất là nhiều, có sự hồi phục về cái mã NG Innocent này, này. Này. Đây cái mạng NG Innocent này cũng đang muốn bởi vì sự kỳ vọng của cá nhân này và các công ty chứng khoán này, các công ty chứng khoán tin rằng cái mã này sẽ hồi phục trở lại được với cái đỉnh cũ, đánh với đỉnh cũ 500, chính vì vậy là gì ạ, cá nhân là gom hàng thời điểm này rất là nhiều đấy. Đây là một số mã trụ mà mình cũng xem qua nhé, một số mã trụ mà mình cũng xem qua trong nhóm có một số bạn hỏi mình mã Hàn Quốc VNC, Hàn Quốc hỏi mình mã Hàn Quốc VNC đúng không ạ, Hàn Quốc VNC này, về mã Hàn Quốc VNC này thì mình có thấy với Ecokin gom hàng hàng rất là nhiều này, Hàn Quốc VNC thì Ecokin gom hàng rất là nhiều nhá, này gom hàng dân đi cầm thì cũng không gom nhiều đâu, đấy để khối lượng không tiền là cũng không còn nhiều, thì Ecokin là gom vào nhiều này, 1.000 cổ là liên tục gom đấy, có khả năng cái mã này cũng sẽ sắp sửa được đánh vào tháng 4, đầu tháng 4 khả năng cũng sẽ đánh mạnh vào mã này đấy, cầm dung thu tra kỳ quan nó bán ra đấy. Về cơ bản thì mã Hàn Quốc BNC này thì cũng chưa có cái gì đặc biệt đấy, cơ bản thậm chí còn âm đấy. Nhưng mà có cái sự kỳ vọng về tháng 4 này, này cũng hợp tác với để sản xuất vaccine Pfizer đấy, này làm cho cái sự kỳ vọng của mã này lên cao, cũng các công ty chứng khoán của Hàn Quốc và các nhóm công ty leading cũng kỳ vọng vào cái mã này nhé.
Rồi, thì trong tuần sau thì cơ bản thì thị trường chứng khoán của Hàn Quốc mình nghĩ thì vẫn lình xình đi ngang thôi. Sẽ ban tưng một chút, lại ban tưng một chút, sau hồi phục lại một chút và sau đó cũng sẽ điều chỉnh và sẽ lình xình đi ngang chứ không vượt được quá mạnh đâu. Vì vậy các bạn vẫn dùng cái chiến thuật là dễ các bạn thích thì hiện tại thì vào một ít hàng đấy, lô để tiền mặt nha. Mình vẫn khuyên để tiền mặt thời điểm hiện tại. Và về tình kinh tế vẫn chưa có cái gì rõ ràng và cái xu thế, cái xu hướng của thị trường vẫn là trong downtrend nha. Rồi, xin chúc các bạn đầu tư thành công. Hẹn các bạn vào tuần sau.